Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 10 tháng 12 của năm 2021, nhằm ngày 7 tháng 11 năm Tân Sửu tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Còn tại Nam Phi, có gần 20.000 ca nhiễm trong cơn lốc Omicron. Canada, Anh, Úc cùng Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh. Tổ chức quốc tế cáo buộc Cộng sản Việt Nam bóp nghẹt quyền dân sự. Bộ Công an phát hiện 26 đơn vị chính phủ có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Tại Đà Nẵng, giám đốc bất động sản uống thuốc sâu tự tử tại tòa án. Và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin liên quan là dịch cúm Vũ Hán. Tại Nam Phi vào ngày 8 tháng 12, báo cáo có gần 20.000 ca nhiễm virus corona, một kỷ lục kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện tại đây, cùng 36 ca tử vong vì COVID. Hiện không rõ có bao nhiêu ca trong số này do Omicron gây ra, vì chỉ một phần mẫu bệnh phẩm được mang đi giải trình từ Chin. Nhưng các chuyên gia tin là Omicron đang đẩy mạnh đợt lây nhiễm thứ tư tại Nam Phi. Thống kê của Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia, gọi tắt là NICD, nâng số ca được xác nhận trong nước lên thành 3.071 triệu và hơn 90.000 người chết liên quan đến COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bằng chứng cho thấy Omicron lây nhiễm hơn bất cứ biến thể nào trước đây, nhưng các triệu chứng có thể ít nặng hơn với mức nhập viện thấp, đặc biệt nơi các bệnh nhân đã tiêm chủng. Suy sụp kinh tế của Nam Phi vì các lệnh cấm du hành kể từ khi các khoa học gia của nước này xác định biến thể Omicron cuối tháng rồi là một tai họa. Tổng thống Cyril Ramaphosa sẽ gặp các giới chức cao cấp phụ trách đáp ứng COVID trong tuần này và sẽ quyết định liệu có nên thắt chặt những hạn chế phong tỏa hay không. Việc này dường như khó xảy ra vì các bệnh viện chưa quá tải như là những đợt trước. Thẩm quyền y tế Nam Phi Sabra vào ngày 6 tháng 12 chấp thuận liều thứ 3 hay liều tăng cường vaccine cúm tàu của Pfizer cho người trưởng thành và trẻ em trên 12 tuổi. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế. Chính phủ Canada sẽ cùng với Mỹ, Anh và Úc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh do các quan tâm về tình trạng vi phạm nhân quyền ở tàu cộng. Theo lời Thủ tướng Trudeau vào ngày thứ Tư 8 tháng 12, loan báo này được đưa ra sau khi Tòa Bạch Ốc, Chính phủ Úc và Chính phủ Anh xác nhận việc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh. Được tổ chức vào tháng 2 năm tới ở Bắc Kinh để phản đối các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng của tàu, theo AP, phía Bắc Kinh có phản ứng gay gắt, đe dọa và sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn. Thủ tướng Trudeau nói rằng chính phủ của ông đã thảo luận với các quốc gia đồng minh về việc này trong mấy tháng gần đây. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng trong hoàn cảnh có sự căng thẳng giữa Úc và tàu trong những năm gần đây, việc các quan chức Úc tẩy chay sự kiện này không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng các lực sĩ Úc vẫn có thể tham gia thi đấu. Ngoài việc viện dự các hành vi vi phạm nhân quyền, Thủ tướng Morrison cho biết tàu cộng đã chỉ trích nặng nề nỗ lực của Úc trong việc củng cố lực lượng phòng vệ. Ông nói chính phủ Úc rất sẵn lòng thảo luận với tàu về những bất đồng giữa hai quốc gia. Các tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế kêu gọi hoàn toàn tẩy chay Thế vận hội, cáo buộc tàu vi phạm nhân quyền đối với các sắc dân thiểu số, đặc biệt là người Hồi giáo ở Tân Cương. Vẫn liên quan đến Canada, một cựu kỹ sư của cơ quan vũ trụ Canada đã bị buộc tội vi phạm lòng tin vì đã sử dụng vị trí của mình để đại diện cho một công ty tàu cộng. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cho biết vào ngày thứ Tư, các nhà chức trách liên bang cho biết ông Wenping Zhen, 61 tuổi, cựu kỹ sư của cơ quan hàng không Canada sẽ phải ra hầu tòa ở Longueuil, Quebec vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Ông Zhen bị cáo buộc đã sử dụng tư cách kỹ sư cơ quan vũ trụ Canada của mình để đàm phán các thỏa thuận về việc lắp đặt các trụ cơ sở trạm vệ tinh ở Iceland thay mặt cho một công ty tàu, ICMP cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn. Ông ta bị cáo buộc đã hành động thay mặt cho một công ty hàng không vũ trụ của tàu cộng, một kiểu lợi dụng tín nhiệm để hành động vì lợi ích của tàu. ICMP cho biết ông Zhen, một công dân Canada sống ở ngoại ô Montreal, của Brossa đã bị bắt vào ngày thứ Ba và được trả tự do với lời hứa sẽ xuất hiện trong phiên tòa. Theo bản cáo trạng nộp tại tòa án, hành vi phạm tội của ông Zhen cáo buộc diễn ra từ ngày 1 tháng 7 của năm 2018 đến ngày 30 tháng 5 của năm 2019 ở Brossa và St. Hubert. Đây là nơi cơ quan vũ trụ Canada đặt trụ sở chính. Cơ quan này cũng có trụ sở ở Toronto, Ottawa và những nơi khác ở Ontario và Quebec. Các cáo buộc chưa được xét xử tại tòa án. Nỗ lực tiếp cận ông Zhen vào ngày thứ Tư đã không thành công.
ICMP cho biết nhóm thực thi an ninh quốc gia tổng hợp của họ đã bắt đầu điều tra vào tháng 10 của năm 2019. Cuộc điều tra diễn ra nhờ thông tin tố cáo ông Zhang từ nhóm an ninh nội bộ của cơ quan vũ trụ thông báo. Đơn vị ICMP có chức trách điều tra các hoạt động của nước ngoài hoặc thay mặt cho các tổ chức nước ngoài có tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia, nền kinh tế hoặc các tổ chức của Canada. Trong một tuyên bố, cơ quan vũ trụ Canada nói rằng khi trước các hoạt động của ông Zhang được đưa ra ánh sáng, cơ quan đã có một cuộc điều tra nội bộ và hạn chế quyền truy cập của ông Zhang ở nơi làm việc trước khi nghỉ hẳn vào năm 2019. Liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị, Mỹ vào ngày 8 tháng 12 áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì họ gây cho lại ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội tàu cộng, cũng như nhân quyền và tham nhũng ở nước này. Các quyết định của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ phản ánh nỗ lực của Hoa Thịnh Đốm nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của tàu cộng ở Đông Nam Á, trong khi Campuchia đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa Campuchia vào danh sách các quốc gia mà tất cả các loại vũ khí bị cấm xuất khẩu đến, theo một thông báo đăng tải trên công báo Federal Register. Thông báo này sử dụng tên viết tắt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết rằng Campuchia tiếp tục cho phép Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở rộng sự hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở chuyên dụng trên vịnh Thái Lan, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ. Không rõ tác động của lệnh cấm sẽ ra sao, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ không phải là nhà cung cấp vũ khí cho Campuchia. Tháng trước, Hoa Thịnh Đốn đã trừng phạt hai quan chức Campuchia vì tham nhũng tại căn cứ hải quân Guam, nơi các quan chức Mỹ từng nêu lên lo ngại về sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của tàu cộng. Hồ sơ cũng viện dẫn tham nhũng và vi phạm nhân quyền là các lý do khác cho lệnh cấm vận. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh cấm vận và hạn chế mới được đưa ra ngay trước khi cố vấn của Bộ, ông Rarik Sollet, lên đường tới Campuchia. Nước hiện đang là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN và Indonesia vào ngày 8 tháng 12. Tiếp tục là tin người Việt tại hải ngoại, một tên trộm đột nhập vào chùa Bát Nhã, Santa Ana ẩm mức két sắt chứa hơn 100.000 đô vào ngày 26 tháng 11, một ngày sau lễ Thanksgiving. Theo đài truyền hình CBS LA trích lời cảnh sát cho biết vào ngày thứ Tư 8 tháng 12, cảnh sát đang kêu gọi cư dân giúp tìm nghi can vụ trộm xảy ra vào lúc 3 giờ 50 phút chiều tại ngôi chùa tọa lạc trên đường First gần góc đường Euclid và được coi là một trong những cơ sở tôn giáo lớn nhất vùng Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Cảnh sát đã công bố video an ninh thu hình kẻ đột nhập, một người đàn ông được nhìn thấy vào phòng của vị trụ trì và lục lọi. Tên trộm lấy đi một chiếc két sắt màu đen chứa khoảng 100.000 đô và nhiều tiền mặt hơn nữa từ căn phòng, theo thông báo của cảnh sát. Kẻ trộm được mô tả là một người đàn ông từ 20 đến 30 tuổi, dáng người trung bình, đội mũ lưỡi trai màu đen có hình lá cường sa, áo thun đen có logo Diesel, quần đùi đen có chữ trắng Icon bên chân phải và mang giày Nike màu đen. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến người đàn ông trên, xin liên lạc với Sở Cảnh sát Santa Ana. Trong phần giới thiệu trang chùa Bát Nhã, Kali.org cho biết chùa Bát Nhã tọa lạc tại 4717 đường First Santa Ana do Hòa Thượng Viện Chủ Đạo Hiệu Thích Nguyên Trí sáng lập. Trong suốt quá trình trên 20 năm, chùa Bát Nhã có mặt tại Orange County, Nam California, Hoa Kỳ. Tăng ni và Phật tử đã và đang phục vụ cộng đồng trên phương diện tu học, từ thiện xã hội, bằng tất cả thiện tâm và bổn phận của người con Phật. Vừa rồi là phần tin thế giới và người Việt tại hải ngoại, sau đây là tin quốc nội liên quan đến chính trị. Tổ chức Liên minh Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế CIVICUS cáo buộc Cộng sản Việt Nam bóp nghẹt quyền dân sự của cộng dân qua các luật lệ mơ hồ. Hôm thứ Tư 8 tháng 12, tổ chức CIVICUS cáo buộc Hà Nội bỏ tù hàng trăm người tại Việt Nam với các điều luật hình sự mơ hồ, trong khi tại các nước dân chủ thực sự các quyền công dân ai cũng đương nhiên được hưởng. CIVICUS là một tổ chức trụ sở chính ở Nam Phi và có văn phòng ở New York, Mỹ, liên minh với hơn 20 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, hàng năm công bố những bản tường trình về tình hình nhân quyền tại 197 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự vi phạm quyền dân sự rất phổ biến tại châu Á năm 2021 là các nước dùng luật lệ hình sự để giới hạn quyền tự do lập hội, tự do hội họp và phát biểu ôn hòa tại ít nhất là 21 quốc gia. Trong số những luật lệ được dùng để siết chặt giới bất đồng chính kiến và những luật liên quan đến an ninh quốc gia và chống khủng bố, bảo vệ trật tự xã hội và phỉ báng. CIVICUS viết trong bản phúc trình năm nay, riêng tại Việt Nam, CIVICUS cố tố cáo chế độ đang bỏ tù hơn 200 tù chính trị tại các trại tạm giam rải rác khắp nước. Nhiều tù nhân chính trị bị nhốt một mình trong các phòng giam nhỏ bé không có ánh sáng từ năm này sang năm khác. Họ phải chịu đựng những đau đớn của cơ thể trong khi không được điều trị thuốc men.
Suốt bao năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng một loạt những luật hình sự mơ hồ như tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bỏ tù những ai tham gia vận động dân chủ hóa đất nước với các bản án rất dài. Civicus viết, tất cả những người này đều viết blog hay có những trang cá nhân trên Facebook trao đổi thông tin và bình luận về các vấn đề thời sự của đất nước. Cái làm họ bị bắt và ở tù là những gì họ trình bày trái ngược hoàn toàn với thông tin một chiều chỉ nhằm tuyên truyền dối trá cho nhà nước và đảng Cộng sản, ngược với nhu cầu thông tin thực sự và quyền lợi của người dân. Civicus cũng nêu ra các trường hợp tương tự xảy ra tại các quốc gia châu Á khác như Tàu Cộng, Cambodia, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia. Tổ chức này nêu hai trường hợp tại Việt Nam là nhóm báo sạch bị bỏ tù ở Cần Thơ hồi tháng 10 vừa qua và blogger nhà báo độc lập Phạm Đăng Trang sắp bị kết án tù vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn chối là không có tù chính trị hay tù nhân lương tâm tại Việt Nam mà chỉ có những người bị bắt giam vì vi phạm pháp luật. Tiếp tục là tin an ninh mạng, 26 đơn vị thuộc Chính phủ Trung ương Việt Nam có hệ thống thông tin liên quan đến an ninh quốc gia được phát hiện bị lây nhiễm mã độc phần mềm. Đó là báo cáo của Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đưa ra vào ngày 8 tháng 12, theo tin tờ báo Tiền Phong. Tại phiên họp về việc sửa đổi bổ sung một số điều luật, Trung tướng Quang nói qua thực tiễn công tác và kiểm tra, Bộ Công an đã phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Theo ông Quang, nguyên nhân của những lỗ hổng khiến cho 26 bộ, ban, ngành, cơ quan của Chính phủ bị lây nhiễm mã độc phần mềm là do thiếu hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, an ninh mạng. Thứ trưởng Bộ Công an đã đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi 8 điều trong luật đầu tư để đưa dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh. Người đại diện Bộ Công an nhấn mạnh việc này cần thực hiện trong dự án luật sửa đổi lần này, nếu không, nguy cơ những thế lực thù địch có thể lợi dụng để đe dọa an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Gần đây, hãng an ninh mạng Kaspersky của Nga cho biết đã phát hiện hơn 47 triệu lượt tấn công vào các phần mềm bảo mật của hãng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021. ICT News đưa tin vào ngày 5 tháng 12. Kaspersky nói đến 42% các mục tiêu tấn công tại khu vực Đông Nam Á được công ty ngăn chặn nhắm vào Việt Nam, đa số là loại tấn công brute force, tức là thủ thuật đoán thử đúng hay sai khóa mã hóa dữ liệu để truy cập thông tin. Tiếp theo, tin tham nhũng, giám đốc một công ty bất động sản ở Đà Nẵng đã bất ngờ uống thuốc sâu tự tử sau khi Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tuyên án vì cho rằng mình bị oan ức. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam vào ngày 8 tháng 12 cho biết người nói trên là ông Võ Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Hà Hải, đã được đưa đi cấp cứu sau vụ việc. Vợ của ông này cũng rút một chai thuốc diệt côn trùng định uống nhưng bị người xung quanh hất đổ. Theo cáo trạng án sơ thẩm, đây là một vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà, Sudico, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Hải Hàng, Lan Hà Hải, trụ sở tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Sau 8 ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng giữa hai công ty đối với hai lô đất tại khu đô thị mới Hòa Hải, 1 đến qua 3, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, với tổng diện tích khoảng 12 ha. Hội đồng xét xử cũng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico đối với Lan Hà Hải và bác các yêu cầu của Lan Hà Hải đòi bồi thường thiệt hại. Theo hồ sơ, Sudico vào tháng 7 của năm 2017 đã có nhu cầu chuyển nhượng hai lô đất bị tranh chấp theo hình thức đấu giá công khai và thông báo đất có thời gian sử dụng lâu dài. Lan Hà Hải chào đấu giá công khai và trúng thầu với số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng. Hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất và Lan Hà Hải đã chuyển nhượng khoảng 400 tỷ đồng cho Sudico vào tháng 12 của năm 2017. Lan Hà Hải sau đó phát hiện tình trạng pháp lý của hai lô đất có vướng mắc nên không tiếp tục thanh toán 1.400 tỷ đồng như đã cam kết và Sudico nhắc nhở nhiều lần. Tháng 8 của năm 2018, Sudico thông báo chấm dứt hợp đồng, hủy giao dịch lấy tiền cọc. Tiếp tục là tin nhà cầm quyền đàn áp người dân, một gia đình bị cưỡng chế để thi hành án tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 8 tháng 12 đã phản ứng lại lực lượng chức năng với dầu nhớt, xăng, nước sôi, khiến 4 công an bị thương. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cùng ngày cho biết, biện pháp cưỡng chế được tiến hành tại địa chỉ 64C và 64-2, đường Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận. 6 người trong ngôi nhà 64C phản đối biện pháp cưỡng chế, cố thủ trong nhà và dùng những chất liệu gây cháy để ngăn chặn lực lượng cưỡng chế. 4 công an và các thành viên trong gia đình của ngôi nhà 64C bị thương. Nhiều trường hợp người dân phản đối, chống lại lực lượng cưỡng chế vì cho bất công, không đúng trình tự pháp luật từng xảy ra lâu nay tại nhiều địa phương trên cả nước. Đơn cử trường hợp gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Cống Rọc, Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012. Ông và những người thân trong gia đình dùng súng bắn đạn hoa cải, tẩm xăng và rơm rạo để chống lại lực lượng cưỡng chế.
Ở Long An vào năm 2015, những thành viên trong gia đình gồm cháu Nguyễn Mai Trung, Tuấn lúc bấy giờ 15 tuổi, phải dùng đất axit để chống đoàn cưỡng chế đất đai mà gia đình cho là không đúng luật pháp. Những người chống lực lượng cưỡng chế sau đó đều bị bắt giam và bị kết án tù. Dường như trong trường hợp gia đình ông Đoàn Văn Vương, Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có ý kiến rằng việc cưỡng chế của chính quyền địa phương là trái pháp luật. Tiếp theo, tin xã hội, rất nhiều người Việt ở Mỹ và châu Âu đang về Việt Nam qua ngã Cambodia thay vì phải trả tiền cho những chuyến bay giá cả giải cứu, giá cắt cổ và không có tình đồng loại. Bài báo vào ngày 8 tháng 12 của báo Vietnamnet dẫn trường hợp một phụ nữ sau thời gian bị kẹt tại Mỹ mua vé hãng hàng không Korean Air bay từ Los Angeles, California về Phnom Penh, Cambodia với giá chỉ có $1.140. Sau khi nghỉ một đêm tại Phnom Penh, người này thuê taxi đến cửa khẩu quốc tế Ba Vét với giá là $90, tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh. Người phụ nữ sau đó chỉ phải cách ly trong khách sạn tại Tây Ninh 7 ngày và có giấy âm tính là đủ điều kiện nhập cảnh. Tính ra tổng chi phí về nước hết khoảng $1.800 đến $1.900. Theo tôi, không việc gì phải trả tiền cho những chuyến bay charter giá cắt cổ như ăn cướp, những chuyến bay không có tình đồng loại với giá trên trời từ 4.000 đến 5.000. Mà lỡ không may tới ngày test COVID, có trục trặc gì là sẽ mất luôn tiền, không được trả lại một đồng nào. Việt Nam là quốc gia duy nhất gần như đóng cửa bầu trời với chính công dân của mình trong đại dịch. Theo Vietnamnet, bài báo cũng cho biết thêm, giá vé các chuyến bay giải cứu từ Mỹ về Việt Nam của hãng hàng không Vietnam Airlines được độc quyền từ việc này trong giai đoạn tháng 3, tháng 4 của năm 2020, chỉ khoảng 1.200, tháng nay đã tăng lên 3 đến 6 lần. Cũng theo báo Vietnamnet, sở dĩ ngày càng nhiều người Việt ở Mỹ và châu Âu tìm đường về quê qua ngã Cambodia là do Việt Nam chưa mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ, trong khi nhiều nước trong khu vực đã sớm mở lại đường bay. Tiếp nối chương trình là một ý kiến của đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị sự nhận xét của bác sĩ Võ Xuân Sơn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 12 về việc Vingroup, công ty sân sau của các quan chức chấp bưu Cộng sản Việt Nam sau khi nhận biết bao nêu ưu đãi trong nước đã chuyển sang tài sản sang và đóng thuế cho Singapore. Mời quý vị cùng chia sẻ. Quản lý tài tình. Tôi bị nhiều người công kích vì ủng hộ việc Vingroup sản xuất xe hơi. Thực ra tôi không ủng hộ Vingroup, tôi ủng hộ xe hơi Việt Nam, mà chẳng phải chỉ có tôi ủng hộ. Chính quyền ủng hộ Vingroup sản xuất xe hơi mang nhãn hiệu Việt Nam bằng cách mang tài nguyên đất nước ưu đãi cho Vingroup để sản xuất xe hơi mang nhãn hiệu của Việt Nam. Thế nhưng bây giờ xã hội của Vingroup là trở thành xe của Singapore. Hóa ra người ta chửi tôi là đúng, đúng là tôi quá ngu, ngu đến mức bị lừa mà cứ tưởng là mình ủng hộ Việt Nam. Quốc ca thì phải hát cầm, xã hội hưởng ưu đãi bằng tài nguyên quốc gia thì trở thành xe nước ngoài. Quản lý đất nước này giỏi thật, giỏi đến mức sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm về những việc như vậy. Cũng chẳng ai làm quản lý đất nước này cảm thấy mắc cỡ vì những chuyện như vậy cả. Lúc nào cũng vỗ ngực xưng tài, xưng giỏi, chỉ có dân là ê cổ ra gánh nợ, gồng mình lên mà nuốt nhục. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị châm biếm của nhà báo Ngọc Vinh đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 12 về việc Hà Nội trả lại lô vaccine hết hạn cho Bộ Y tế, trong khi Thành Hồ thì vẫn sử dụng lô vaccine hết hạn này để chích cho con em địa phương. Mời quý vị cùng chia sẻ. Trẻ em Hà Nội được coi trọng hơn trẻ em Thành Hồ. Chính quyền Hà Nội có trách nhiệm với trẻ em hơn chính quyền Thành Hồ. Chỉ có thể khẳng định như thế khi Hà Nội trả lại Bộ Y tế hai lô vaccine gia hạn dành chích cho trẻ em thủ đô, trong khi Hồ Chí Minh vẫn triển khai tiêm thứ vaccine gia hạn đó cho trẻ em. Việc này cũng phản ánh một điều, trẻ em Hà Nội được coi trọng hơn trẻ em Hồ Chí Minh. Trẻ em mà cũng phân biệt đối xử thì hết biết. Các ông hành xử thế này thì làm sao trẻ em có thể tin những lời có cánh về chúng trong những sách giáo khoa? Tôi nghĩ các địa phương nên học hỏi Hà Nội không nhận vaccine gia hạn để chích cho con em mình. Và sau đây là chất vấn của tác giả Lê Tiến đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 5 tháng 12 về việc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam nhập vaccine đã hết hạn rồi tự ý gia hạn gây tử vong cho người dân. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nhập vaccine hết hạn là sao? Vụ này là sao đồng bào ơi? Tôi đọc mà thấy hoa cả mắt. Không biết họ có đánh máy có nhầm ngày tháng không? Hay là mắt mình kém nên đọc nhầm? Ngày nhập là 21 tháng 11 của năm 2021, ngày ký xuất xưởng là 24 tháng 11, hàng sử dụng là tháng 11 của năm 2021, tại sao không có ngày? Có phải đã hết hạn nên không dám ghi ngày, đúng là đồ điếm.
cứ cho hàng sử dụng hết tháng 11 của năm 2021 đi. Như vậy trong vòng 5 ngày, tức là ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, phải chích hết 1.480.050 liều vaccine này. Nếu không, nó sẽ hết hạn. Và nếu hết hạn sử dụng, thì họ sẽ xử lý như thế nào? Thế này là thế nào đây quý vị? Ai trong ngành y có thể giải thích giùm đi ạ? Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị sự phẫn nộ của tác giả Võ Đức Danh, đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 30 tháng 11 với những chiêu trò tuyên truyền ngu xuẩn và ấu trĩ của các giới chức giáo dục Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Bạn hãy phân tích cái đẹp qua lăng kính Marxist. Năm 2006, con gái tôi đang học đại học Tôn Đức Thắng. Nó nói thấy thầy bảo nó mua cuốn sách này và nhờ tôi tìm giúp. Mấy tháng sau, tôi thấy nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết bài phanh phui với tác giả ăn cắp công trình nghiên cứu của người khác. Tôi buồn, nhưng giấu con vì sợ nó bị sốc. Hơn nữa, đây là tài liệu bắt buộc sinh viên phải học, không có lựa chọn nào khác. Khoảng một năm sau, hôm ấy tôi đang làm việc trong tòa soạn, thì con gái gọi điện giọng muốn khóc. Trời ơi, hôm nay con có bài kiểm tra về đề tài là bạn hãy phân tích cái đẹp qua lăng kính Marxist. Tôi nổi điên, bấm điện thoại gọi cho ông trưởng khoa. Theo anh thì cặp vú người phụ nữ nhìn qua mắt thường lăng kính Marxist thì khác nhau như thế nào? Vốn là chỗ quen nhau khá thân, nên ông ấy cười bảo, ôi giời, có gì mà hỏi khó thế hả bạn? Tôi nói, tại sao ông qua cho đề kiểm tra phân tích cái đẹp qua lăng kính Marxist? Ông ấy nói, điệt mẹ, thằng nào cho đấy chứ, đéo phải tao, để tao xem lại. Một lúc sau, con gái tôi nhắn tin, cha ơi, họ bỏ cái đề đó rồi. Thấy không ổn, năm sau tôi vay tiền cho con tôi sang Mỹ tị nạn giáo dục. Giờ nó đã nên người. Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng. Tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta. Mở đầu là bài bình luận của tác giả Lê Minh về thực trạng u ám cho giấc mơ sở hữu một căn nhà của một gia đình tại các thành phố lớn ở Việt Nam, về một số hộ Việt Nam vô pháp vô thiên. Đài trình trang AFI vào ngày 29 tháng 11, mời quý vị cùng chia sẻ. Mơ ước một mái nhà của dân tôi. Tôi nói với người môi giới, mình chỉ có khoản tiền trên dưới 1 tỷ cho việc mua nhà và vài hôm sau được dẫn đi xem một căn nhà trong khu chung cư mini được rao bán khá nhiều trên mạng. Nó nằm ở quận Bình Thạnh, cách đây vài mươi năm vẫn còn được gọi là quận ven, quận rìa. Nhưng bây giờ thì tính từ chân cầu Sài Gòn và cầu Bình Lợi trở vô, người ta đều gọi là trung tâm hết cả rồi. Vì vậy nên giá nhà cửa cũng tăng phi mã. Căn hộ tôi xem là căn duplex tổng cộng khoảng 23m², sàn dưới khoảng hơn 15m², phía trên khoảng 7m², đã trang bị đầy đủ bàn ăn 4 ghế, một sofa vải, một chiếc giường 1m8, TV 32 inch, tủ lạnh, máy giặt, bếp từ đùi, máy hút mùi, máy lạnh và bình nước nóng loại nhỏ, cùng hệ tủ quần áo, tủ bếp trên dưới và kệ TV, đầy đủ tất cả. Người mua đúng là chỉ việc xách quần áo vào ở và mua thêm nồi niêu chén bát, nhưng tất nhiên đều là hàng của những hãng không ai biết trên thị trường. Căn hộ không có ban công, dĩ nhiên nếu có ban công khoảng 4m², sàn dưới nữa thì phải trả thêm khoảng hơn 200 triệu. Giá của căn hộ này được sao là gần 1.2 tỷ đồng. Tất đất, tất vàng, tất hộp xoàn kim cương. Và nó vẫn đang được xây, sớm nhất cũng phải đến tháng 3 năm sau mới được giao. Còn nếu kẹt dịch thì có lẽ sẽ muộn hơn vài tháng nữa. Nghĩa là tôi không mua được từ chủ đầu tư với giá rẻ hơn, mà là đang mua qua một người đầu cơ. Những người này mua gộp đến cả chục vài chục căn hộ từ nhà đầu tư với giá rẻ, được chiết khấu và tặng quả là bộ nội thất v.v. Sau đó bán lại kiếm lời. Gọi là nhà nhưng nó thực chất không phải là ngôi nhà được sở hữu vĩnh viễn mà chỉ có giá trị trong 50 năm. Do vậy, người mua chỉ có ràng buộc với chủ đầu tư bằng hợp đồng chứ không có sổ hồng, giấy tờ chứng minh, quyền sở hữu nhà vĩnh viễn. Chính xác nhất là nó là căn hộ thuê lâu dài do là chung cư nên còn phải trả phí quản lý. 7.000 đồng một mét vuông tính trên toàn bộ diện tích sử dụng chứ không phải diện tích sàn như các chung cư quy mô hàng ngàn người ở. Căn hộ rộng hơn khoảng 30 mét vuông đến 35 mét vuông có giá khoảng 1.5 tỷ đồng. Còn nếu nó nằm ở vị trí rất trung tâm, ngay quận 3, gần vòng xoay dân chủ, thì một căn 18 mét vuông sàn như thế này cũng có giá trị là 1.5 tỷ đồng. Áo cơm ghi sát đất, một người bạn khác của tôi bảo cầm 6 tỷ đồng trong tay mà không mua được căn nhà ưng ý. Đúng như thế. Với giá nhà ở trong hẻm nhỏ chưa quy hoạch thuộc các quận trung tâm hiện nay trung bình khoảng 200 triệu đồng một mét vuông, thì 1 tỷ đồng hầu như không thể mua được nhà riêng, cho dù nó bằng 200 tháng lương, gần 17 năm làm việc ròng của công chức ra trường vài năm. Giá đất, mặt tiền nhiều nơi vào khoảng 1 tỷ đồng một mét vuông ở ngoại thành khá xa như thành phố Thủ Đức, quận 12, quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè, giáp Long An.
giá chung cư cũ cỡ 6.000 m², nhà trống tầng thấp từ tầng 5 trở xuống vào khoảng 1.8 tỷ đồng. Nếu làm việc ở những nơi này thì ổn, nhưng nếu làm việc ở trung tâm thành phố thì quãng đường 15 km đến 20 km di chuyển trong tình trạng nắng nóng cộng kẹt xe của Sài Gòn sẽ là bị hành hạ mỗi ngày. Mô hình gia đình trẻ ở Thành Hồ chủ yếu là gia đình hạt nhân, không có người thân ở gần giúp đỡ, nên nếu chọn nhà xa thì cha mẹ phải lấy trường cho con gần nơi làm việc để tiện đón về mỗi chiều. Nếu cho bé tan trường sớm hay đau bụng, đau dạ, vì lúc ở trường thì ba mẹ chạy đến cũng gần hơn. Nhưng nhà xa thì phải đi làm sớm và về muộn để tránh giờ cao điểm. Cho nên, Sài Gòn và Hà Nội mới có cái cảnh sáng sớm thì em bé ngồi phía trước cụp đầu vào cái gối cột ở tay lái xe máy của cha mẹ, ngủ nốt cơn dở giấc. Chiều thì tay cầm hộp sữa, tay cầm ổ bánh mì, nhai như nhai rơm sau lưng mẹ. Vì tan học ở trường còn phải đi học ít nhất một lớp học thêm, nếu cho học phổ thông cơ sở trở lên. Bữa cơm tối gia đình bắt đầu vào 9 giờ đêm là hết sức bình thường. Nghĩ cho kỹ, nó là một đời sống kéo cày vô cùng thảm hại và luẩn quẩn. Hết đời nọ đến đời kia, con người quần quật lao vào kiếm tiền chỉ để tồn tại, ăn uống và có một mái nhà. Làm thế nào để hùng tâm tráng trí, bay bổng sáng tạo hay đơn giản chỉ là tận hưởng cuộc sống khi cả một đời người lúc nào cũng buộc phải chạy việc giả, bắt buộc như thế? Nếu đó là một phần trong chính sách ngu dân kiểu mới thì tôi xin quỳ gối thán phục những bộ óc đã nghĩ ra nó. Tuy thô thiển nhưng không phải dễ dàng nhìn ra được. Bán đất là con đường giải phóng duy nhất. Các quận trung tâm thành phố không phải là không còn đất để phát triển nhà ở cao tầng, kéo giá nhà xuống phù hợp với mức thu nhập trung bình của tuyệt đại đa số. Nhưng chính sách nhà đất từ vài chục năm nay hầu như chỉ là công cụ kiếm lợi cho những anh, cả, chị hai có quyền và được biết trước thông tin quy hoạch, để mua đi, bán lại, kiếm lại. Đó là nhóm lợi ích. Quy hoạch nhà ở có nghĩa là không có quy hoạch cái mẹ gì sớt cả, mà chỉ là chấm ngọn bút thần vào những vị trí nào đó, thổi lên vài dự án rõ là choáng lộn, và thế là đất xung quanh bắt đầu tăng giá phi mã. Cả hai vét tiền từ bán đất, đẩy tể, rồi thì đến lượt anh ba bị chị bốn cạo lại một lần nữa. Ung dung xe lên vài chục cái cao ốc lổm nhổm mà người bên căn hộ này dãy một cái thì hàng xóm cũng nghe rõ không sót một mảy. Thuê truyền thông đánh bóng nào là khu dân cư Ngọc Trai, khu dân cư Kim Cương, chỉ dành cho giới thượng lưu biết tận hưởng cuộc sống. Ngọc Trai với Kim Cương chiều chiều kẹt xe hỗn loạn vì các tỷ phú yêu nước chỉ đầu tư mỗi cái nhà, còn mạng lưới giao thông, tiện ích với chung quanh thế nào kệ mẹ. Kính cửa sổ mỗi tháng bùng bùng rơi vỡ từ tầng cao xuống vài lần. Cắm vài cái cây cảnh gọi là sinh thái để lừa những người có tiền. Còn việc cải tạo, nâng cấp hay quy hoạch lại toàn bộ các khu dân cư hiện hữu vốn phát triển tự phát, nhà cửa thấp tầng đất, tốn đất nhưng vô cùng lộn xộn và thiếu tiện nghi, thành các quần thể chung cư tiện ích và văn minh trên cùng một diện tích chiếm đất, hay phân chia vùng lõi đô thị và khu dân cư thì chẳng anh ba chị bảy nào thèm làm. Có bỏ được đồng nào vào túi đâu, ngu gì. Hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác miệt mài, các thế hệ quan chức nối tiếp nhau tạo biệt thự nguy nga ở Âu, Mỹ, Hy Lạp, gửi tiền vào nhà băng Thụy Sĩ. Sự nghiệp cặp đất mà ăn của bọn họ cũng thành công rực rỡ. Giá nhà đất Sài Gòn, Hà Nội đều năm sau cao hơn năm trước, hiên ngang đứng trên đỉnh thế giới, khiến cho đại đa số người dân không thể nào sờ vào nổi. Thì thành hoa lệ, hoa cho quan và lệ cho dân. Vì vậy, Sài Gòn hay Hà Nội chỉ hào nhoáng ở cái mặt ngoài, trong tuyệt đại đa số các con hẻm nhỏ ở khắp trung tâm là những căn nhà tối tăm, bé tẹo như cái hộp, phần nhiều dưới 30 m². Ở những con đường hạng 3 và trong hẻm, nhà có diện tích sàn 40 m², ít nhất 5-6 tỷ. 50 m² ít nhất là chục tỷ trở lên, còn trên nữa thì xếp vào hàng siêu phẩm. Vẫn có đấy, nhưng trừ những nhà giàu có ra thì không ai dám ở cả. Họ cho thuê làm công ty, nhà hàng, khách sạn, tiệm buôn bán, hoặc cho thuê hết các tầng dưới, bản thân ở tầng trên, hoặc đi mua thuê chung cư để ở. Ngày xưa không có ngôi nhà nào bé như cái chuồng cừu thế cả. Nhưng hàng chục năm giá nhà đất tăng đều đều, 20% đến 30% qua mỗi năm. Còn với việc nhiều gia đình có đông con cháu nhưng ít học, không có nghề nghiệp chuyên môn tốt nên không kiếm được tiền mua nhà riêng, nên ngôi nhà ban đầu của cha mẹ sẽ được xẻ nhỏ ra để chia. Vì thế, trong các con hẻm không hề hiếm những ngôi nhà chỉ 8 m² nhưng vẫn sinh sống cả một gia đình, và đó cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu khiến cho thành phố Hồ Chí Minh là nơi lây lan dịch nhanh và nhiều nhất trong đợt dịch thứ tư vừa qua. Chủ nhân của những chuồng chim, chuồng gà trung tâm đó cũng chẳng sung sướng gì. Chỉ cần qua tối đa 2 vòng thừa kế, miếng đất đã bé lại bằng vài cái chiếu. Nhưng bán để ra ngoài thành ở thì họ không muốn vì xa nơi chôn nhà cất rốn. Bà con quay quần chung quanh.
quen sống bám mặt đường, lên chung cư biết nấu nồi bún bò chỗ nào, cất cái xe hủ tiếu vào đâu, lại còn mỗi tháng mấy trăm ngàn tới cả triệu đồng phí quản lý, tiền gửi xe, rồi tỷ tỷ cái gì cũng phải xin phép ban quản lý, rồi nguy cơ hư hỏng xuống cấp sau ít năm. Quan trọng nhất là mặt sàn 15m² vẫn có thể lên vài cái lầu hay gác khi con cái lớn lên. Nhưng một căn hộ chung cư đền bù thì 40m² thì chết cứng 41 phường, không thể cơi nới gì được. Vả lại, một ngôi nhà 30m² trong hẻm bán đi tuy có gần chục tỷ thiệt, nhưng chia ra cho con cháu cũng không đủ để chúng mua một nơi ở mới gần gũi. Về tỉnh, đất ở các tỉnh rẻ chỉ bằng một phần mấy ở Hà Nội, Sài Gòn. Nhưng có mấy ai học đại học ở Sài Gòn, Hà Nội xong mà muốn về quê? Về quê chỗ đâu mà làm? Trừ vài tỉnh có du lịch hay sản xuất, công nghiệp, có nhiều việc làm như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bắc Ninh, còn đại đa số các tỉnh đều đã ổn định về số việc làm trong các công sở. Về với mẹ thì không phải nặng gánh chuyện nhà ở, nhưng đồng lương bèo bọt không có cơ hội làm thêm, không có cơ hội học hành và thăng tiến. Đã vậy còn phải đút ít nhất vài trăm triệu để giành lấy chỗ làm lương vài ba triệu. Thế nên, chỉ một số rất ít sinh viên tốt nghiệp đại học xong là về lại quê làm việc. Hoặc gia đình họ khá ổn nên không cần tự lập lắm. Hoặc con ông cháu cha đã được lót ổ sẵn. Hoặc dạng này hiếm hơn là những người rất an phận, nghĩ bản thân khó cạnh tranh ở thành phố lớn nên bằng lòng ở tỉnh. Hoặc dạng này thì vô cùng hiếm về quê từ kinh doanh phát triển làm giàu. Tóm lại là suốt gần 50 năm quy hoạch theo kiểu đụm nước, dùng nước vào chỗ trũng, cả nước với 63 tỉnh thành vẫn chỉ có Thành Hồ và Hà Nội liên tục phát triển là hai cái hồ lô hút nhân lực. Trừ một số địa phương sống gần nhưng hoàn toàn nhờ du lịch như Quảng Ninh, Huế. Và là dân cố cựu thì cũng chết sống giữ chỗ. Nhân lực mới từ khắp nơi ùn ùn đổ về và các quan chức thì vỗ tay cười vang. Tất đất, tất vàng, tất hột xoàn kim cương, các quan tắm tắt, ông bà dạy cấm có câu nào sai. Đọc đến đây, có quý vị nào đặt câu hỏi về chính sách nhà cho thuê hay không? Xin thưa, nhà cho thuê bây giờ được xem chưa bao giờ được xem là một chính sách nhà ở Việt Nam. Không có đời quan chức nào dại dột nào yêu cầu thay đổi chính sách đưa việc quản lý cho nhà cho thuê vào luật pháp cả. Chỉ có bán đứt thì họ mới có lợi, điều đó không phải nói lại nữa. Cho thuê nhà vì vậy là lĩnh vực hoàn toàn thả nổi, hoàn toàn do tư nhân điều tiết, không phải tuân thủ luật lệ nào. Thích cho thuê thế nào thì làm thế ấy. Do đó mới đẻ ra những mô hình xóm trọ công nhân, xóm trọ sinh viên, lao động nghèo giống nhau hàng loạt, nhưng thực chất vẫn chỉ là những khu ổ chuột to hơn một tí và làm bằng xi măng mà thôi. Còn con người sống mãi trong các khu ổ chuột thì cố lắm cũng chỉ thành con gà mà thôi. Sáng ra bơi đất kiếm ăn, tối đậu cành cây ngủ nhưng rất hạnh phúc vì tưởng tiếng gái của mình kéo mặt trời lên. Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài cảm nhận của tác giả Nguyễn Thị Hậu đăng trên trang Facebook Khai Trí vào ngày 2 tháng 12 về nạn tàn phá cây xanh một cách tàn khốc tại Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hồn phố thị. Ứng xử hợp lệ với cây xanh đô thị. Cây xanh trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị, một phần của hồn phố thị và chúng ta phải biết ứng xử với đời cây như đời người mấy ngày nay. Đi qua những con đường quen thuộc ở quận Nhất và quận 3 Thành Hồ, tôi lại thấy cây xanh lâu năm bị chặt hạ. Đây là những hàng cây cao vút quen thuộc với người Sài Gòn, Thành Hồ. Những hàng cây xanh trăm năm trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Lê Quý Đôn, huyện Trân Công Chúa là ký ức một thời hình thành và phát triển của đô thị Sài Gòn, Thành Hồ, là kỷ niệm của biết bao thế hệ người dân thành phố. Lợi ích nhiều mặt những năm gần đây, nhiều cây xanh trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nhất là 4 hàng cây xà cừ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng bị chặt hạ để xây dựng hạ tầng giao thông. Nhiều tiếng nói của cộng đồng đã yêu cầu nhà quản lý cần có sự tính toán cân nhắc với việc triệt hạ cây xanh đô thị. Dù với lý do hiện đại hóa thì cũng không thể đánh đuổi bằng việc làm ảnh hưởng môi trường và xóa bỏ dấu tích lịch sử của thành phố. Gần đây nhất vào tháng 5 của năm 2021, Hội Kiến trúc sư thành phố đã tổ chức hội thảo khoa học về vấn đề cây xanh đô thị. Tất cả các tham luận ý kiến của nhà khoa học, nhà quản lý đô thị đều nói cần đến sự cần thiết nhiều mặt của cây xanh, nhất là cổ thụ, đối với đô thị và con người. Có thể nêu lên một số lợi ích của cây xanh đô thị, nhất là cây lâu năm, từ đời sống hàng ngày của người dân đến việc đóng góp cho kinh tế vĩ mô. Với môi trường tự nhiên, cây xanh đô thị giúp hấp thụ CO2, sản sinh oxy, giúp nước mưa củng cố nền đô thị, điều tiết khí hậu bằng bóng đổ và làm mát hấp thụ chất độc từ đất và nước, kể cả diệt khuẩn trong không khí.
Hệ thống cây xanh tạo sự đa dạng sinh học về thế giới tự nhiên trong đô thị cả loài và cá thể, cung cấp thức ăn cho động vật sống trong đô thị. Với xã hội và con người, cây xanh là yếu tố tăng cường chất lượng môi trường đô thị như giảm ô nhiễm và tiếng ồn, giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe, nhất là sức khỏe tinh thần, rút ngắn thời gian phục hồi bệnh tật, tăng sự giao tiếp xã hội giữa con người, tạo sự tiện nghi và hạnh phúc. Cây xanh đô thị đóng góp cho kinh tế ở chức năng giảm năng lượng sử dụng trong công trình, góp phần tăng giá trị bất động sản. Nhất là hiện nay, khi con người quan tâm hơn đến môi trường sống xanh và sạch, đồng thời làm đẹp cảnh quan đô thị, tăng giá trị du lịch từ văn hóa và môi trường. Như một quy luật, đô thị càng hiện đại, mở rộng, thì các yếu tố tự nhiên càng mất dần vì không gian dành cho thiên nhiên bị thu hẹp. Hệ sinh thái đô thị ngoài thành phần hữu cơ và vô cơ còn có thành phần thứ ba là những con người xây dựng nên. Ở xứ nhiệt đới, hai mùa mưa nắng như thành hồ, cây xanh vừa là tự nhiên, vừa là nhân tạo, trở thành gạch nối giữa con người với tự nhiên, giữ gìn và mang lại cho thành phố sự hài hòa, nhân văn và thân thiện. Chặt hạ thì dễ, dưỡng cây mới khó. Những cây xanh lâu năm ở thành hồ được trồng từ trước năm 54 và một phần trước năm 75. Theo nhiều chuyên gia, đó là những loại cây thích hợp với các tiêu chí về cây xanh đô thị như tạo bóng mát, thân cành có dáng đẹp, phù hợp thụ nhổ dưỡng, phát triển nhanh đều, không đòi hỏi quá nhiều nước tưới, ít bị sâu bệnh, rễ không có mùi kích thích chuột bọ và cây không có tính chất xâm lấn. Trải qua một thời gian dài cũng như con người, cây già đi và cũng bị bệnh tật do một phần chịu những tác động từ môi trường, như khí hậu ngày một nóng lên, nguồn nước ngầm cạn kiệt vì quá trình hiện đại theo kiểu bê tông hóa khắp nơi. Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật phát triển đã đặt ra thêm nhiều tiêu chí khác về cây xanh đô thị nhằm bảo đảm an toàn cho con người, cho môi trường và cho chính cây trồng. Bên cạnh đó là những biện pháp kỹ thuật mới trong ươm trồng, chăm sóc, chữa bệnh, di dời cây xanh trong trường hợp cần thiết nhằm tăng cường khoảng xanh đô thị về lợi ích của con người. Vậy nhưng cứ mỗi mùa mưa bão đến, nhiều cây xanh lại bị chặt trụi cành lá, cây không kịp hồi phục khi thành phố bước vào mùa nắng gay gắt. Khi một cây phượng đổ trong trường học làm cho một học sinh thiệt mạng, người ta vội vã chặt cây xanh trong nhiều sân trường. Dường như việc chăm sóc cây xanh đô thị chỉ là chặt cây mé nhánh đến trơ cành trụi lá, mặt đất cứ bị lớp bê tông dày phủ khắp nơi, không còn có gì để thấm thấu. Không còn gì có thể thẩm thấu để nuôi dưỡng bộ rễ đang ráng sức bám vào lòng đất. Lần nào sự việc xảy ra cũng có những kiến nghị, khuyến nghị hết sức cân nhắc, thận trọng về việc chặt hạ cây xanh trong thành phố. Quan trọng nhất là phải chăm sóc cây hàng ngày để kịp thời phát hiện những nguy cơ từ những cây sâu bệnh. Song, mọi dư luận của người dân và những ý kiến của nhà khoa học đều không có tác dụng. Lần nào cũng vậy, những người quản lý nói rằng các cây dầu trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đang trong tình trạng da cỗi lệch tán, thân cọng nghiêng vào phía trong, rễ nổi, gây hư hỏng bỏ vỉa của vỉa hè, rằng đã có đầy đủ thủ tục thì mới đúng hạn để bảo đảm an toàn cho khu vực, rằng sẽ trồng lại các cây me chua tại vị trí cũ. Ngoài ra, họ còn cho biết một số cây xanh nằm dọc các tuyến đường Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, Hồng Bang, Nguyễn Kim, quận 5, Trần Hưng Đạo, quận 1 sẽ tiếp tục bị đốn hạ trong thời gian tới. Có thể nói, tất cả dấu hiệu sinh học mà người quản lý đưa ra chỉ là hiện tượng. Bản chất của việc cây xanh như hư rễ, nghiêng cành, sâu mục còn là nguyên nhân kỹ thuật mà người làm quản lý chắc chắn thấy rõ. Đó là việc xây dựng các công trình hạ tầng, công trình ngầm, vỉa hè là việc không thường xuyên chăm sóc thuốc men hoặc để cây bệnh nặng thì khai tử cho tiện. Nguyên nhân còn ở sự không đồng bộ từ quy hoạch đô thị đến xây dựng hạ tầng, phân cấp quản lý bảo vệ cây xanh. Trong khi đó, người dân thấy rõ một điều, trong cây mà tiếp tục bỏ mặc thì bay bao giờ cây mới tỏa bóng mát? Và nếu đó không phải là loại cây lâu năm thì làm sao có thể trở thành một phần của hồn phố thị? Tiếp nối một những vấn đề quan tâm hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự có tựa đề Quyền trả lại vaccine của tác giả Đông Đô, đăng trên trang Việt Nam Thời báo vào ngày 8 tháng 12 về việc các địa phương có quyền từ chối vaccine hết hạn do Bộ Y tế cung cấp hay không. Mời quý vị cùng chia sẻ. Quyền trả lại vaccine. Phụ huynh ở Hà Nội từ chối việc chích ngừa từ lô vaccine Pfizer 124001 và 123002 và Sở Y tế Hà Nội đã thay bằng lô vaccine Pfizer không tự gia hạn để tiếp tục chích cho học sinh theo quy định. Có nguồn tin là chính quyền thành phố Hà Nội đã sẽ hoàn trả hai lô vaccine tự gia hạn này về Bộ Y tế. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết, sau khi có ý kiến không đồng tình của phụ huynh học sinh, Sở Y tế đã cho tạm dừng việc tiêm chủng ở các điểm này.
Ông Cương nói Sở Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất hoàn trả hai lô vaccine được gia hạn sử dụng. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xác nhận địa phương đã thay đổi hai lô vaccine được gia hạn bằng hai lô khác. Ngày 2 tháng 12, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho hay tỉnh được phân bổ vaccine từ hai lô tăng hạn sử dụng Pfizer số 124001 và 123002 và sử dụng cho chương trình tiêm chủng trên địa bàn. Sau khi có thông tin về việc tăng hạn sử dụng, một số phụ huynh có băn khoăn. Tại các điểm tiêm chủng, chúng tôi giải thích rõ cho phụ huynh và học sinh rằng việc này thông qua theo thông lệ quốc tế không cần quá lo lắng. Ông Mai Sơn nói, cho hay Bắc Giang hiện đã tiêm xong cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi, đang tiêm cho học sinh từ lớp 9. Tương tự, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh cũng cho biết địa phương đã và đang tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ lô tăng hạn sử dụng. Chúng tôi tiêm lô 124001 từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12. Trước các bàn tiêm đều có một bộ tài liệu liên quan đến việc gia hạn các lô vaccine này để phụ huynh nắm được và quyết định có cho con em mình tiêm hay không. Bà Ngô Thị Xuân, Giám đốc CDC Bắc Ninh nói, Quảng Trị, Nghệ An cũng được cấp vaccine từ lô tăng hạn sử dụng mỗi tỉnh hơn 35.000 liều, tuy nhiên đang lưu kho, chưa tiêm. Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng nói tỉnh đang tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi, sử dụng lô vaccine có hạn sử dụng đến tháng 2 của năm 2022. Tại Quảng Trị, dự kiến từ quý 4 của năm 2021 đến quý 1 của năm 2022, tùy theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế, tỉnh sẽ tiêm cho gần 70.000 trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Còn đại diện Sở Y tế Nghệ An cho hay, chúng tôi chờ thêm hướng dẫn của Bộ Y tế về lô vaccine này, đồng thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xin ý kiến. Ngày 2 tháng 12, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hồ, HCDC có công văn gửi Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện và Thủ Đức, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn Thanh Hồ về sử dụng vaccine Pfizer nhập khẩu lô 123002, gia hạn sử dụng 3 tháng. Thanh Hồ được Bộ Y tế phân bổ vaccine Pfizer lô 123002, được gia hạn thêm 3 tháng với 210.000 liều. Hai lô vaccine tự gia hạn kể trên có đến 2.9 triệu liều, có nghĩa là nếu mang chích cho học sinh thì có đến 2.9 triệu gia đình phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu, đặc biệt là rất khó hiểu khi Hà Nội từ chối sử dụng hai lô vaccine xin tự gia hạn để chích cho học trò, còn các tỉnh khác lại không có sự lựa chọn. Có ý kiến ở đây là lỗi khuất tất từ Bộ Y tế. Bởi thực tế thì lúc được đọc các văn bản liên quan, người ta sẽ bức xúc khi biết Bộ Y tế quyết định tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer thêm 3 tháng. Sau mãi tới tận ngày 30 tháng 11, khi cả hai lô vaccine này hết hạn, họ mới công khai tin về chuyện tự gia hạn đó. Trong văn bản ghi thế này, trên cơ sở kết luận của Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Dược Âu Châu, thì đến ngày 30 tháng 9 tại Việt Nam, Hội đồng Tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc thông qua kéo dài hạn sử dụng với vaccine Pfizer từ 6 lên 9 tháng. Như vậy, gia hạn vaccine từ tháng 10 đến mãi ngày 30 tháng 11 khi vaccine hết hạn, nhiều người mới biết việc này từ một văn bản của Sở Y tế Hà Nội. Họ rất phẫn nộ khi biết thông tin chậm, nhất là khi đối tượng chích ngừa là trẻ em tuổi học đường. Vì vậy, phụ huynh không đồng tình việc tiêm chủng cho con. Khi có ý kiến thắc mắc vaccine ghi trên lọ chỉ tới ngày 30 tháng 11 thì mới nhận thông tin số vaccine được gia hạn thêm 3 tháng theo đề nghị của nhà sản xuất. Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự của tác giả Hiếu Bá Linh đăng trên trang Việt Nam Thời báo vào ngày 8 tháng 12 về việc nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách bị bắt vì EVFTA. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách bị bắt vì EVFTA. Có phải trốn thuế là lý do thực sự để bắt giam hai nhà hoạt động xã hội dân sự này? Hôm qua, ngày 6 tháng 12, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Mai Phan Lợi sinh năm 71 về tội trốn thuế. Hai nhà hoạt động xã hội dân sự Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị bắt tạm giam cách đây hơn 5 tháng. Công an Hà Nội công bố vụ bắt giam ngay vào ngày 2 tháng 7 với cáo buộc trốn thuế. Một câu hỏi được đặt ra, có phải trốn thuế là lý do thực sự để bắt giam hai nhà hoạt động xã hội dân sự này? Ngày 14 tháng 7, nhóm tư vấn của EU được thành lập trong khuôn khổ của Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã gửi một lá thư đến ông Wadis Dombrovskis, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại và ông Denis Redonet, Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thương mại. Nội dung lá thư trình bày về trường hợp hai nhà hoạt động xã hội dân sự Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách bị công an bắt giam sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam, được thành lập theo chương 13 Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Lá thư cũng cho biết Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới VG
VNGO EVFTA bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự thành lập ngày 16 tháng 11 của năm 2020 nhằm phổ biến và thông tin về hiệp định EVFTA, sự cấu thành xã hội dân sự ở Việt Nam. Và 7 tổ chức này đã nộp đơn xin tham gia nhóm tư vấn của Việt Nam. Nhưng không nhận được sự trả lời, nay thì 2 thành viên bị bắt giam. Lá thư do bà chủ tịch nhóm tư vấn của EU ký tên cũng nêu ra những hoạt động của 2 thành viên này. Ông Mai Phan Lợi, 50 tuổi, chuyên gia báo chí và truyền thông xã hội, trước khi sáng lập Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, MEC, ông điều hành góc nhìn báo chí Công dân. Nhóm công khai có hơn 120.000 thành viên và nhóm diễn đàn nhà báo trẻ có 33.000 thành viên, đa số là nhà báo và sinh viên báo chí. Ông từng giữ chức trưởng phòng đại diện báo Pháp luật Thành Hồ tại Hà Nội. Năm 2016, ông bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ báo chí vì xúc phạm nghiêm trọng danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua vụ thăm dò lý do vụ máy bay Kasa-212 của Hải quân Việt Nam mất tích, đăng tải trên Facebook và diễn đàn nhà báo trẻ gây tranh cãi. Ông Lợi cũng nằm trong số các nhà hoạt động xã hội dân sự được mời gặp Tổng thống Hoa Kỳ Obama trong chuyến công du Việt Nam năm 2016. Mai Phan Lợi cũng có bút danh, bút lòng, thực tế đã bị bắt giam không nguyên cớ từ hôm 24 tháng 6 và chỉ được công an xác nhận vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Luật gia Đặng Đình Bách, 43 tuổi, là người bảo vệ sinh thái ít được biết trong giới bất đồng chính kiến vì ông tập trung sinh hoạt trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình. Mục tiêu trang web Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LPSD của ông là trở thành nơi lưu trữ thông tin về các vụ việc mà quyền và lợi ích được pháp của người dân bị xâm phạm do các hoạt động phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khi người dân hiểu rõ các quyền và lợi ích chính đáng của họ, họ bằng cách nào hành xử quyền và lợi của mình, luật và chính sách không còn nằm co trên giấy mà sẽ hiện thực trong đời sống người dân. Việt Nam vi phạm hiệp định EVFTA, nhóm tư vấn của Việt Nam và của EU được thành lập theo chương thương mại và phát triển bền vững TSD, chương 13 của hiệp định EVFTA. Nhiệm vụ của nhóm tư vấn là giám sát và đưa ra khuyến nghị về việc thực hiện chương TSD này, tức là về các lĩnh vực môi trường, quyền lợi người lao động, quyền đất đai, v.v. Đặc biệt, mỗi DEG có quyền chủ động đưa ra các khuyến nghị của riêng mình, như được nêu cụ thể trong Điều 13-15.4. Các thành viên của nhóm tư vấn phải là các tổ chức đại diện độc lập, tức là các tổ chức xã hội dân sự. Nhóm tư vấn của Việt Nam được thành lập vào ngày 17 tháng 8, khoảng hơn một tháng rưỡi sau khi Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách bị bắt giam. VNDAG vỏn vẹn chỉ có 3 thành viên, gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững. Rõ ràng, 1 và 2 là tổ chức của nhà nước, không phải là tổ chức xã hội dân sự độc lập theo quy định của Điều 13.15.4. Đây là một sự vi phạm trắng trợn Hiệp định EVFTA. Trong khi đó, 7 tổ chức xã hội dân sự trong mạng lưới VGNO và EVFTA đã nộp đơn xin tham gia nhóm tư vấn của Việt Nam. Nhưng sau đó, 2 thành viên đã bị bắt giam và duy nhất chỉ có Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững được gia nhập VNDAG. Nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách không phải là trường hợp đầu tiên. Trước khi hiệp định EVFTA được Nghị viện EU thông qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và kết án tới 15 năm tù giam hồi tháng Giêng của năm 2021 chỉ vì lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu đặt điều kiện nhân quyền đối với Việt Nam trước khi ký kết EVFTA. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thành Tâm xin gửi đến quý vị phím luận có tựa đề Tượng thành và lăng mộ của nhà văn Tưởng Năng Tiến đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 16 tháng 11 từ nguồn Diễn đàn Thế kỷ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tượng thành và lăng mộ. So với Vạn Lý Trường Thành thì bức tường Berlin chỉ như một thứ mô hình để trưng bày, coi chơi cho vui mắt thôi. Tuy thế, số nạn nhân của Berlin Wall cũng như lực lượng phòng thủ hùng hậu của nó cũng đã để lại một những dấu ấn khó phai trong lịch sử cận đại. Thông tin của Bộ An ninh Quốc gia Đông Đức cho hay, lực lượng biên phòng của khu vực biên giới với Tây Berlin bao gồm 11.500 quân nhân và 500 nhân viên dân sự. Ngoài Bộ Tham mưu đóng ở Berlin, Korsort, lực lượng này bao gồm 9 trung đoàn với 567 xe bọc thép chở quân, 48 súng cối, 48 đại bác chống tăng, 114 súng phóng lửa, cũng như là 156 xe bọc thép hay xe công binh và 2.295 xe cơ giới khác. Ngoài ra là 992 chó đặc nhiệm. Vào một ngày bình thường, có khoảng 2.300 quân nhân nhận nhiệm vụ canh phòng trực tiếp tại biên giới và vùng cận biên. Chăng sự nào rồi cũng phải lật qua, và thời gian cũng sẽ làm phai nhòa mọi chuyện. Di sản của chủ nghĩa cộng sản còn chăng chỉ là những thành tích nổi trội của vài ba người cầm lái vĩ đại mà thôi. Nhân loại chắc còn lâu mới quên được đồng chí Stalin với quần đảo ngục tù Gulag, đồng chí Mao Trạch Đông với những bước nhảy vọt, cùng với 36 triệu người dân Trung Hoa chết đói.
Đồng chí Fidel Castro với những bài diễn văn dài 10 tiếng đồng hồ, đồng chí Pol Pot với vài cánh đồng chết và một lương tâm trong sạch. Đồng chí Kim Chính Ưng với cả sự hỏa tiễn phát nổ ngay sau khi vừa rời giàn phóng. Đồng chí Walter Ernst Paul Ulbricht với bức tường Berlin. Đồng chí Nguyễn Tất Thành với Hồ Chí Minh City rực rỡ tên vàng và quần thể lăng Bác giữa lòng thủ đô của một quốc gia lạc hậu khác với bức tường ô nhục Bá Linh. Lăng Bác Hồ chưa làm ai chết. Tuy thế, số người dân Việt Nam dở sống và dở chết tại hơi nhiều chỉ vì chi phí cho việc bảo vệ và bảo trì cái lăng tốn kém quá trời. Hồi năm 2000, giáo sư Trần Khuê đề nghị Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính thử tính sổ xem 30 năm qua ta đã tiêu tốn vào lăng người tổng số là bao nhiêu tiền và thử xem riêng ngân sách dự chi cho năm 2000 xem có thể xây được bao nhiêu trường học cho 1.000 xã hay còn vắng vẻ giáo dục về miền cao. Có thể xây bao nhiêu căn nhà để nuôi trả mồ côi, có thể xây bao con nhà dưỡng lão cho người già lão cô đơn, không nơi nương tựa. Có thể xây bao nhiêu nhà thương làm phúc, chữa bệnh cho người nghèo. Đến năm 2009, một thành viên của trang X Cafe Việt Nam tính toán, để thấy con số có thực khổng lồ không, ta tạm tính chi phí mỗi tháng như sau. Bảo trì công trình, điện nước tốn mỗi tháng 20 triệu, tiền lương của 100 người, 2 ca sáng tối, nhân lên 4 triệu bằng 400 triệu một tháng. Chuyên gia bác sĩ kỹ sư tư lệnh 10 người nhân 10 triệu bằng 100 triệu tổng cộng 520 triệu. Chưa thèm tính máy bay vận chuyển sang Nga hàng năm, bỏ luôn tiền mua hóa chất không tính, tiền xe lăn, mua thiết bị coi như được Liên Xô tặng toàn bộ đi. Qua năm sau nữa, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tổng Bí thư Mạc Việt Hồng, Đàn Chim Việt. Vào hôm 19 tháng 5 của năm 2010, nhà sử học Hà Phan Thịnh phát biểu, tốn kém là có thật, tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo trì thi hài ông bằng điện dùng cho một thị trấn. Với người phường đồng mình có khi phải chấp nhận thôi, đã đưa bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất và đã lỡ như vậy rồi, giờ lại đưa ra thì không ổn, điều này tôi không tán thành đâu. Đến hôm nay, nếu vẫn còn trên dương thế, tôi tin là giáo sư Hà Phan Thịnh cũng sẽ đành phải tán thành thôi, nếu ông biết thêm đôi chút thông tin về khối nhân sự của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiền thân là Đoàn 69 được thành lập vào ngày 14 tháng 5 của năm 76 theo quyết định số 109 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là giữ gìn lâu đài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình lăng trong giai đoạn mới. Về thành phần của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường bao gồm như sau. Thứ nhất là Bí thư Chính ủy, thứ hai là Phó Bí thư, Phó Tư lệnh Ban Thường vụ. Thứ nhất là Ủy viên Thường vụ, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng. Hai là Ủy viên Thường vụ, Phó Tư lệnh. Thứ ba là Ủy viên Thường vụ, Phó Tư lệnh Ban Chấp hành Đảng bộ. Thứ nhất là Đảng viên, Phó Chính ủy, hai Đảng ủy viên Chánh văn phòng. Thứ ba là Đảng ủy viên Chủ nhiệm Chính trị, bốn Đảng ủy viên, Phó Tham mưu trưởng Kỷ luật. Năm là Đảng ủy viên, chủ nhiệm hậu cần hoặc chủ nhiệm kỹ thuật, 6 Đảng ủy viên, trưởng ban tài chính, 7 Đảng ủy viên, viện trưởng viện, 69, 8 Đảng ủy viên, đoàn trưởng đoàn 195, 9 Đảng ủy viên, đoàn trưởng đoàn 595, 10 Đảng ủy viên, đoàn trưởng đoàn 275 lãnh đạo hiện nay, chức vụ họ lên tên đảm nhiệm Tư lệnh Nguyễn Văn Cương, từ 2008 Chính ủy Cao Đình Kiếm, từ 2016 Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Khánh, từ năm 2010 Phó Chính ủy Dương Hoàng Toán. Từ 2016, cơ quan trực thuộc Văn phòng Thanh tra Ủy ban Kiểm tra Đảng phòng chống tham mưu phòng chính trị. Đơn vị cơ sở trực đoàn, đoàn 195. Sao mà khó ngủ dữ vậy? Khi người còn sống thì chỉ vì đi theo hay đi ngược hướng con đường bác kính yêu đã chọn mà hàng bao nhiêu triệu con vị dân Việt Nam chết thảm. Nay dù bác đã chuyển qua từ trần, nhưng số kẻ chết dở và sống dở cũng không phải ít vì đất nước quá nghèo mà tiền bảo trì và bảo vệ lăng của người thì quá tốn kém. Theo thông tin từ Cuộc Hội thảo xây dựng chương trình hành động phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, thì hàng năm có 5.000 phụ nữ Việt Nam bị đưa sang Malaysia, Singapore bán dâm. Nói là bị đưa, nghe cho nó sang, chứ thiệt ra là những người này đều chỉ có nỗi lo chung là đi không lọt mà thôi. Con số người Việt sang hai quốc gia kể trên bán thân thực ra đông đảo hơn nhiều, nên thiên hạ phải tìm cách chặn họ bớt lại. Đi làm điếm cho bộ đi trải hội sao mà nườm nượp vậy cả? Câu hỏi đặt ra không phải là mấy ngàn hay mấy chục ngàn, mà là cần phải bao nhiêu phụ nữ Việt Nam bán dâm thì mới đủ tiền chi cho ngân sách thường niên dành riêng cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác. Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài tản mạn có tựa đề Truyện cổ tích và cán bộ của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ, nay trên trang báo Tiếng Dân vào ngày 13 tháng 11. Mời quý vị cùng chia sẻ. Truyện cổ tích và cán bộ. Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo của ta, mỗi lần bị chiếu đèn là đều cơ mang những lỗi,
lỗi to, lỗi nhỏ, lỗi từ tư tưởng, đạo đức đến lỗi năng lực, lỗi trách nhiệm, đủ cả. Vậy mà cũng con người đầy lỗi ấy chỉ đâu vài ba năm trước tìm cho được, soi cho thấy một tí khuyết điểm khó cực. Nó tựa như tuyến tính nhân vật trong truyện cổ tích nhân gian. Đã là nhân vật chính diện thì tốt từ đầu chí cuối, xấu thì xấu cả tổ tông họ hàng, hòa hoàng lắm mới được cứu vớt bằng chút tỉnh ngộ giờ chót. Trong truyện cổ tích tấm cám, mẹ con cám xấu và ác, tấm hiền lành và tốt. Ấy vậy mà người tốt tấm tới ngày làm nấm cám, gửi cho mẹ cám ăn. Cái dị bản này phần nào nói lên một khía cạnh quái dị của người tốt. Tôi lại nghĩ tới tuyến tính phẩm chất mà không ít vị cán bộ thời nay chứa đựng và che đậy. Lạ là truyện cổ tích thì hai tuyến nhân vật hẳn hoi, còn cán bộ ta thì hai tuyến nhân vật ấy là một. Có một thực tế, khi một vị cán bộ lãnh đạo nào đó ngã ngựa, chẳng đợi ra tới dân đâu, ngay trong hệ thống hàng ngũ nội bộ đã có tiếng xì xầm. Giờ mới biết hả? Ông ta chị ta là như vậy đó. Giờ bị rồi thì mọi người mới hay, chứ nào giờ bản tánh đó có lạ gì? Ai xấu ai tốt, ai nửa xấu nửa tốt, ai tốt nhiều hơn xấu, ai hèn và cơ hội, thực ra trong nội bộ biết nhau hết. Có thể biết ít biết nhiều, mỗi thứ một chút, biết tổng nhau từ năng lực đến tư cách, đạo đức, gia thế, chỗ dựa quyền lực. Nhưng từ biết đến nhận diện, chỉ rõ phê bình về việc vi phạm những điều không được làm một cách chính diện, chính thức trong cuộc họp và lưu trữ văn khố, bằng biên bản thì cả một khoảng cách vời vợi. Cho nên một chục cũng như cả tá ai nấy đều xếp loại của năm từ tốt đến xuất sắc, cả về mặt đảng lẫn chính quyền, bằng khen, giải thưởng ôi thôi đủ cả. Nhưng khi vỡ hoàng thì mới toàn một nhát từ chính diện thành phản diện trong một nốt nhạc. Lại phản diện các bài đàn từ chính diện, nhìn đường dây chạy án liên quan giám đốc bệnh viện Thủ Đức hay ông nhất thể Cô Tô là rõ. Mỗi ngày càng ngày từng gương mặt cán bộ, lãnh đạo hiện hình trong từng vụ việc lại khiến tôi đứng hình lâu hơn. Họ có thể đăng đàn mở miệng nói những điều không ai nghĩ, hay có cậy em có chịu lợi thì cũng chả ai chịu nói. Đằng này mãi mê chống dịch đến độ không ai kịp điều chỉnh giá kích xét nghiệm. Họ nhúng chàm những hành vi xấu xa độc ác ở mọi nơi mọi lúc mà chẳng ai kịp nghĩ ra họ bị gài bẫy hay thuốc nước. Nói gì thì nói, tôi vẫn luôn ngây thơ và mơ mộng thì trong mong con người, một khi nhận lãnh một trách nhiệm công, tức cán bộ lãnh đạo, thì tự mình gạn đục khơi trong một ít xấu lại, nhiều tốt hơn lên, bớt tham lại để còn giữ chút phẩm giá mà để dành. Nhưng hình như một bộ phận không nhỏ trong họ chỉ thích có của để dành, lắm nhà như xe, vô số bạc, của nã họ càng giàu thêm, mạnh lên thì đảng của họ càng nghèo đi trong gia tài lòng tin của dân chúng. Đất nước của chúng dân lại vì thế mà thêm yếu nhược. Hình như phải đến khi chạm tay vào song sắt, họ mới cơ may trở thành chính diện. Tiếp một câu chuyện Việt vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần, phát sóng trên Facebook và YouTube. Mọi kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info@vietlive.tv. Thành Tâm cùng Việt Live xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.